Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình uống bia hơi luận bàn chiến sự ngày thứ 960 của cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Và hôm nay thì đến với chương trình phong cách vụng trộm thôi. Và ở thời gian ra thì tranh thủ làm có thể sẽ ngắn so với thường lệ, mong quý vị thông cảm. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái dữ liệu rất là thú vị liên quan tới một cái hệ thống tên lửa Patriot bị nga tấn công Iskander phá hủy. Cho nên là chúng tôi sẽ có mặt bằng được và và như vậy thì chúng ta đến ngay đây à, cách đây ít giờ thì bộ quốc phòng nga tuyên bố họ đã sử dụng tên lửa Patriot tấn công vào khu vực à, gần thủ à, thủ phủ của Diponecho. à, nơi đó có hệ thống phòng không Patriot xịn sò của mỹ Đấy, trong đó có đầy đủ radar à, đài kiểm soát rồi à, nhân sự bấm ngắm rồi ống phóng vân vân nói tóm lại là một hệ thống xịn sò và chúng ta xem nó nổ như thế nào Vàng đấy nó bắn lên kìa, ba Patriot bắn lên đấy. Vàng một quả tên lửa Iskander đã tấn công xuống khu vực uh, radar. Tiếp theo, một cái ống phóng và bệ phóng bị phá hủy ở cánh tay trái. Vâng, trông có vẻ là nát rồi, đúng không ạ? trong trong đầu một tay mà nơi mà chân tay một nơi rồi bên kia cũng thành đống đồng nát rồi đen xì rồi à như vậy là một chiến tích rất quan trọng của phía nga lâu lắm rồi thì họ mới sơi được một cái hệ thống phòng không Patriot đúng không ạ rất là đắt đỏ rất là xịn sò đấy có nghĩa là phía trước đó thì Ukraine đã dùng để tấn công tôi không biết là tấn công vào cái mục tiêu gì đúng không ạ và sau đó họ đã bị phía Nga tấn công Và cũng không hiểu uh, là tại sao mà Nga lại có thể tấn công ngay lập tức khi Ukraine vừa tấn công Cũng rất có khả năng là khi bị uh, tấn công vào ấy, thì nó phát nổ và nó sẽ đẩy cái tên lửa đi đúng không ạ Chúng ta cũng đã tự thấy trường hợp này nhiều rồi Tiếp tục vụ tấn công của Nga vào vùng Nikolaev Không biết là cái gì cháy nổ khá to còn đây là vụ tên lửa Xcander tấn công vào tàu chở vũ khí của Ukraine ở Odessa, đấy mà chúng tôi nói rõ trong chương trình bình luận diễn biến chiến sự sáng này, vụ nổ rất lớn. Đây là cái tàu biển nha quý vị nhá, tàu biển thứ ba, tàu lớn đấy, bị phá hủy từ đầu tháng 10 đến giờ, chở vũ khí ở cảng Odessa. À, như vậy là tổn thất rất lớn đối với Ukraine trong tháng 10 liên quan tới các đoàn tàu. Trước đây thì họ đâu đó chỉ mới bị một lần ngày xưa thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì trong một thời gian rất ngắn họ đã bị phá hủy tới ba. Những góc quay của những người dân đại khái là nó rất là rất là khó nhìn. Đây là vụ nổ này. Đây là vụ nổ sau đó này. Đấy, đây là cũng là vụ nổ góc quay người dân họ đã giấu hết đi để không có lộ vị trí có thể bị bắt đấy. Vâng, còn đây là chúng ta đến với một quả bom ODAP 3000, tức là bom chân không đấy của phía Nga thả xuống vô tràn. Nó là dạng chân không hút nhiệt, à, nhiệt đúng không ạ? Gọi là... Vâng, đấy, nổ rất to, ở một góc bay chéo khoảng độ trên 45 độ. Nhiều người nói rằng lại là một quả bom Odap 9000 nữa của phía Nga. À, nhưng mà thông tin khá chính xác thì đó là một quả bom Odap nhưng mà nói là 3000 chứ không phải là 1500, có nghĩa là nó cũng thuộc lại chóp rồi, đỉnh chóp rồi đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn thấy góc tiếp cận của nó từ cái góc 7 và 60 độ xuống. Đấy. Rồi, nổ rất to. Ảnh hưởng tới mấy tòa nhà cao tầng luôn. Đúng không ạ? Đây là khu vực tòa nhà cao tầng ở Vô Tràn Khắc Cốp. dù sao lần đầu tiên tôi nhìn thấy quả ô đáp bom nghệ 3000. Có nghĩa là cái bom 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 nhiệt áp ấy, đúng không ạ? Của phía Nga. Ở cỡ lớn như vậy. Rất to. Còn đây là kho đạn của lực lượng uh, tình báo chiến trường của phía Nga tỉnh Brian. Cũng bị Ukraine dùng Ukraine UAV tấn công và nó cũng nổ thứ cấp liên miên cho thấy rằng là phía Nga cũng bị uh, uh, thiệt hại đáng kể ở cái kho đạn đó. Tuy nhiên đó thì là một cái kho đạn ở chiến trường, uh, sát chiến trường. Nó thường là một cái kho đạn nhỏ uh, hoặc là trung bình. Và tiếp tục chúng ta đến với vùng uh, coast với một chiếc xe bọc thép Stryker xịn sò của Mỹ đang làm phơi mình và gọi là tổ chức nấu cơm barbecue giữa giữa bầu trời cớt còn đây là nhà máy uh, Kramatos và một cái nhà máy lắp ghép và sản xuất UAV. Kramatos là cái thành thủ phủ của còn lại của phía Ukraine ở vùng Donetsk. Những quả bom F3B và UAV của phía Nga thi nhau tấn công vào. Đấy, xe cộ vẫn đi nườm được ở bên cạnh kìa. Hệ thống phòng không của Nga. Hệ thống Tunguska bắn UAV. À, một hệ thống chúng ta ít gặp đúng không ạ? Đây là một hệ thống ở sát chiến tuyến. Chuyên để phòng thủ những chiếc UAV và máy bay ở tầm thấp trực thăng trực tiếp máy bay cường kích bay thấp là cũng có thể đi như chơi và đây cũng là một tiếc tunguska đang xả súng trên bầu trời có vẻ như nó cũng đang bắn uav bắn về phía ukraine thì đa số là uav rồi vâng một chuỗi đạn bắn lên trông như là một cột uh một cái 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 vết vết nấm da hắc lào trên bầu trời. và đến với chiến trường uh, Sivek thành uh, Kamianske Hôm qua thì có thông tin rằng là nga đã kiểm soát hoàn toàn cái thị trấn trọng yếu này. Thế nhưng đến ngày hôm nay thì uh, một số các cái bản đồ đã điều chỉnh lại cho biết rằng là đó là bước tiến hơi ngáo. Thực tế thì Nga chỉ kiểm soát một nửa thôi. Và đây là hình ảnh của uh, lữ đoàn pháo binh cận vệ thứ hai của phía Nga. Đang tấn công vào một uh, ổ súng máy của Ukraine. Sau đó thì bộ binh của họ đã tiến lên. Nhìn chung là thông tin nó vẫn chưa hoàn toàn xác nhận liên quan tới cái việc đánh chiếm tới đâu cho nên chúng ta sẽ chờ xem. vâng đây là mục tiêu của ukraine ở vô chan vâng đã, đã bị tấn công và có người ở đó cho nên chúng ta sẽ bỏ qua một chiếc vâng cái gì đây một chiếc xe bọc thép có đầy đủ binh lính đang tiến về một vị trí nào đó ở khu vực porok và sau đó đã bị uh, tấn công Vâng có vẻ những cái video này chúng ta xem rồi đúng không ạ? Vâng mình đây, mình nổ xem rồi video này, tôi nhớ rồi. Vâng, ké một tí video uh, a phá hủy 4 xe tăng uh, xe tăng Mekava 4 của uh, của của Israel tí đi. Vâng phim mà liên quan đến Trung Đông là phải vụng trộm quý vị ạ, bởi vì nó kiểm duyệt kinh lắm. Đấy để xem ông ấy phục kích thế nào. À không, đây không phải là Hebola mà là ở cái trại Jabalia ở giải Gaza. Uhm, sự việc diễn ra cách đây uh, không lâu. Có nghĩa là giao chiến vẫn còn đang diễn ra ác liệt ở vùng miền Bắc ra Gaza. Hiếp phục kích thì mà lâu thế? À vâng, đây rồi, em nó xuất hiện rồi. Vâng, đã nổ, không biết là nổ vì cái gì. Vâng, nói chung đánh quân đội Israel thì không đơn giản, đúng không ạ? Đó là một quân đội mà thông thường mà nói thì cái khả năng cảnh giới của họ rất là cao và họ giao tranh liên tục cho nên là nó luôn đạt được cái mức độ cảnh giới cao cho nên là tấn công họ uh, thì không phải đơn giản chỉ có một thời gian quá dài uh, những năm gần đây thì Israel xã hội của họ đã đạt được cái mức độ thịnh vượng đúng không ạ và gần như họ cũng bình định được các vấn đề về ngoại giao trong khu vực cho nên là họ đã ngủ yên trên chiến thắng dẫn tới cái ngày 7 tháng 10 hình ảnh mình đang xem là hình ảnh ở hướng Porok À, đây là video mà phía bộ quốc phòng nga tuyên bố là họ đã tấn công để mà đánh chiếm một cái cứ điểm, một cái làng rất quan trọng. Vâng, video này vài phút cho nên chúng ta lại chờ xem. Video cho biết rằng là lính dù Nga đã đẩy Ukraine khỏi các vị trí ở trong làng và sau đó đã giải phóng ngôi làng kể trên. Tuy nhiên thì tôi nhìn này mà tôi cũng chưa hiểu rằng là cái làng nào trong trong những ngày vừa qua Nga đã tiến hành giải phóng. Vâng, không thấy manh mối, chỉ thấy lính dù Nga thôi. Có ông thì làm lê bò toài, còn ông thì đi dõng lưng thế kia. Vâng, phát biểu nhiều quá. UAV bay trước, càn quét trận địa, bộ binh tiến theo, hướng UAV. Em có khả năng đây là cái thành Roya đúng không ạ? Vừa tuyên bố, uh, Nga tuyên bố giải phóng cách đây một ngày. Đấy, ở hướng Porok đây, ở cái khu vực mà... Đây, Zoriana, Đông Zoriana. Và rất nhiều cắt tút đạn pháo. Min, UAV này. <laughs> vâng chắc là người ta kể lại một câu chuyện thôi đúng không ạ chứ còn uh, giao chiến có vẻ cũng hơi 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 đuổi ôi rồi, hai con ngựa đẹp quá nhỉ rất nhiều bò quý vị ạ một cái nơi nào mà lại thú vị như thế này ở nga làm gì lại có cái cảnh mà nó khó hiểu này quý vị <laughs> và ngôi làng đã tan nát hết rồi và không có giao chiến đúng không ạ? Có sự chuẩn bị có hành quân nhưng mà không có giao chiến. Cơ bản có thể là Ukraine đã rút quân rồi. À, nếu thế thì đúng là cái thành bên này bờ sông bởi vì khi Nga tiến vào thì Ukraine cũng đã rút rồi. Một chiếc xe tăng của Nga, xe tăng T72 đã va phải sáu quả mìn liên tiếp nhưng mà cuối cùng là anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà cảm thấy không hề hấn gì. Úi dồi ôi. Nổ to đấy quý vị. Đấy. Quả thứ sáu rồi. Cái này phải thử xem lại. Ở đây đây đến 5 bây giờ mới là 6. Vẫn đi. À, không biết có mất lái hay không. Vâng. Đã dừng lại rồi. À, người lính đã đi ra quý vị ạ. Một ông chạy ra hai ông. Ba ông. Đấy. Còn vào rừng để chiếm cứ điểm luôn. Lại tiếp tục nổ à. Vâng, bá đạo quá nhỉ. Xe tăng T-72 này. Đợt vừa rồi thì Nga họ đã bổ sung cái gì cho gầm xe tăng của họ. Ấy. Đặc biệt là những con tăng cũ. Ấy. Đại khái là nó cũng có khả năng nó bị mìn thì nó đứt xích như thế nào đấy. Nhưng mà cơ bản này là cái kíp lái ấy là hầu như là không có bị ảnh hưởng gì đáng kể. Tức là bị bom mìn xong vẫn đánh nhau được. Đấy, bay ra một cái gì thế này bay ra một cái cái nắp gì đó vâng quả thứ sáu thì đã đã phải dừng xuống rồi và, và như vậy là một hai ba người lính chui ra từ một chiếc xe tăng chạy băng băng Đấy, như vậy rõ ràng là họ đã không bị hề hấn gì đúng không ạ rất là thú vị Đang bom fab ở khu vực khắc cốp đây Hình ảnh từ rất trên cao, uh, và trên rất cao, rất đẹp nhưng mà rất ngắn. Vâng, toàn cảnh của một, uh, như là một nghĩa địa xe bọc thép Ukraine ở hướng uh, gọi là Veseloye, Gluge ở hướng Tây Cớt đấy quý vị. Đâu rồi? Đấy, Ukraine tấn công liên miên không biết bao nhiêu đợt. xe bọc thép vất trên đường này striker này m 113 này bradley này Marder này cv 790 này creepy này Kozak này nó tóm lại là tất cả những cái dòng mà nó uy tín nhất ấy đúng không ạ và thậm chí cả dòng hơi ít uy tín là của Kozak của ukraine ấy, thì làm phơi xác ở trong cái uh, cái cái hướng tấn công bé tí này mà bây giờ cũng chưa đạt được cái gì quý vị ạ à đây này Đấy, vùng tây cớt đây nha về solo đây này rất nhiều xe nãy giờ không biết là vâng ừ. Bằng... chúng ta đếm được bao nhiêu rồi không biết Vàng hết rồi hình ảnh torres những ngày giao chiến gần đây có vẻ ukraine không giữ được cái siêu thành phố này đúng không? một thành phố rất lớn nhiều khu công nghiệp nhiều mỏ than mỏ quặng nhiều cao điểm nhiều nhà cao tầng, nhiều dân cư. Nhưng mà phía Nga đã có những cái vụ đột kích quá là gọi là kinh hoàng trong những ngày gần đây. Vâng, con vẫn có nhà có điện đây. Thành phố này thì trông cũng còn khá nguyên vẹn đúng không ạ? Mặc dù Ukraine nói rằng là không một tòa nhà nào không bị bắn. Nhưng mà trông cũng còn nói chung là dùng được. Đây có loại là UAV quay vào ban đêm hoặc sáng sớm cho nên chúng ta thấy nó khá mờ. Vâng, tiếp tục vùng cớt nào. Không hiểu là tại sao quý vị ạ, mà ngày hôm qua ấy, Ukraine theo báo cáo Bộ phòng Nga không mất một xe cộ nào ở vùng cớt pháo xe cộ đại khái không có thiết bị hạng nặng nào ở vùng cớt luôn ấy. thì điều này một là Ukraine có khả năng rút quân đúng không, quý vị hoặc là thứ hai là họ sạch xe rồi không còn xe đưa vào nữa hay sao và hình ảnh chúng ta vừa xem là UAV của Nga tấn công vào chiếc xe bọc thép Novator và chiếc xe bọc thép Kiprim của Thổ Nhĩ Kỳ chiếc xe Novator đang kéo chiếc Kiprin đằng sau thì bị tấn công. Vâng, có thể nói hôm nay là một cái thông tin nó khá là sốc, đó là không có một cái xe nào bị tổn thất. Trong khi đó thì vùng này luôn là vùng đóng góp nhiều xe nhất, đúng không ạ, cho tổn thất Ukraine. Vâng, đây là một video trích dẫn từ cái ban nãy rồi. Hình ảnh mà chúng ta đang xem là không biết bên Mỹ hay bên Nga đã sử dụng dữ liệu để mô phỏng lại cái vụ uh, máy bay Su-35 của nga tạt đầu F-16 ở khu vực Alaska khi mà máy bay nga đã tuần tra sát vào biên giới Alaska thì máy bay F-16 lên để mà gọi là canh me đánh chặn thế nhưng mà con Su-35 này nó ngứa mắt khi mà thấy F-16 định cà khịa với lại cái máy bay chiến lược ở phía xa xa cho nên nó đã sang nó tạt đầu. Đấy, và đây là hình ảnh người ta dựng lại máy tính. Đấy, còn hôm nọ thì chúng ta cũng đã có cái video đó rồi nhưng nó không được rõ cái nét từ đằng sau, đúng không ạ? Có nghĩa là uh, phi công nga đã bay quá sát, quay gần như là cảm giác đâm vào, đúng không ạ? Sau đó thì nào còn tạt qua đầu nữa rồi lượn đi. Nga tấn công bom 1.500 ở hướng Kupian cũng là một quả bom ođáp hình ảnh này chúng ta xem ở cái thành Kyrgyzka ở hướng Sivek hôm qua Nga tuyên bố uh, là giải phóng à, cũng Nga không phải tuyên bố mà các bên uh, thân Nga họ tuyên bố đấy thế nhưng mà hôm nay thì đến video này người ta nói rằng đây là một đạo quân trinh sát của Nga sang để cắm cờ ở khu vực này đấy, để làm truyền thông. Sau đó thì đã nhanh nhanh chóng rút đi và thị trấn này vẫn số phận nó chưa rõ. Thế còn trước đó chúng ta đã có báo cáo là Nga tiến tới tận cái thành xanh Serebranke này. Đấy. Và kể cả bên dưới thành Vekomianska cũng có video cắm cờ. Nhưng mà người ta cũng nói là Nga chơi kiểu video TikTok là chính. Đấy. Nhưng mà chúng ta cũng biết không biết là có phải thật hay không. Nhưng đại khái là Nga tung ra những thông tin họ đánh ở đây, trong khi đó họ đánh thật và chiếm thật được ở Torek, đúng không ạ? Thì cũng là một cái, nó liên quan đến cái chiến thuật của họ. Vâng, xem cái gì thế này. À, hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga vận chuyển các xe bọc thép MBM-3, MBD-4 ra chiến trường vâng mới quá, xịn sò quá. Kinh chưa? Cắt tút bắn ra này. Úi rồi ôi. Rất nhiều xe quý vị ạ. Nói chung tóm lại đánh nhau lâu ấy thì cái những hình ảnh này nó là quan trọng. Đúng không? Tổn thất là sẽ có đấy. Thế nhưng mà quan trọng nhất là hậu phương có bơm hàng ra kịp hay không. Ukraine thì phải xin hàng kịp hay không? Đúng không ạ? Còn Nga thì phải bơm hàng rồi. Trực thăng Mi-28 bắn tên lửa KH-39 ở vùng Kursk. Và không thấy phát nổ. Xe bọc thép cà tàng của Pháp À, không phải xe bọc thép, xe tăng chạy bánh AMX10. Con xe tăng này chả thấy nó làm gì được, trò chống gì cho đời quý vị ạ. Toàn thấy hình ảnh nó cháy nổ này. Xe tăng mà dùng bánh lốp thì làm sao mà ăn thua gì. Gọi là xe tăng hạng nhẹ thế thì gọi luôn là bọc thép cho nó nhanh. Đúng không ạ? Ông ấy xe tăng, ông ấy đi xe bánh lốp nhưng mà ông vẫn tham, ông mang theo một cái khẩu pháo to đùng vĩ đại. Khiến cho cái khẩu ấy nó như ấm chén nó to quá, nó cứ chĩu chĩu xuống nhìn đã thấy nó hãm rồi. Chả thấy nó khai hỏa được cái nào, toàn thấy nó chết. Một một video khá thú vị liên quan tới một cuộc tấn công của phía Nga ở hướng Bắc của Vuleda. Sau khi họ chiếm xong Vuleda, họ đã tiến quân. Và ở đây là nơi mà Ukraine phòng thủ rất là khủng khiếp. Vâng, anh tiến rất xa, vừa đi vừa xả đạn rồi. Mỗi một chiếc thôi. Chỉ biết rằng là kết quả cuộc tấn công này thì Nga tiến khoảng 1 km về hướng phía bắc của Vodiana. Mũi này thì là mũi hôm qua chúng ta đã ghi nhận vào buổi chiều đấy. À, có lẽ là thành công, không biết là xe có quay về được không. Vậy là họ sẽ đổ bộ xuống khoảng một nhóm quân, chục người vào trong cánh rừng và đã không nhận bất cứ một quả đạn pháo đáng kể nào từ phía Ukraine, đúng không ạ? Vâng, có khi là chỉ ông Nga thì mới mới cho xe đỗ 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 hẳn như này rồi di chuyển quân xuống chứ còn nếu Việt Nam thì có khi là phải nhảy trong khi che đang chạy đúng không, quý vị. Có thể người Tây người ta nặng mà. À bị bắn rồi, bị bắn rồi. Xe đã rút ra. Vâng, đúng lúc đỗ là lúc mà nó nhạy cảm nhất đã bị bắn đấy, cho nên là phải rút kinh nghiệm. Xe đang chạy là phải nhảy rồi như kiểu là nhảy tàu ấy hồi bé nhảy tàu quá dễ quý vị và như vậy là cánh quân đã tiến vào trong rừng cũng không đơn giản đúng không, quý vị cuối cùng là vẫn ăn đạn và không có ai nằm lại Và video này thì chắc là là từ góc nhìn của Nga rồi. Cho nên họ mới quan sát, theo dõi cái xe của họ từ lúc đi đến lúc về như này. Đây, hình ảnh chiếc xe đang lang thang trở về. Và tôi có thể nhìn thấy chiếc UAV bay đằng sau này. Và màu trắng đấy quý vị này. Đấy. Không biết là UAV của Ukraine hay là của Nga. Và nhìn góc quay thì là có vẻ như UAV của Ukraine, nhưng mà hướng bay thì lại hơi cách xa Nga xe một tí. UAV này là dòng có cánh rồi, như vậy là chặn đầu để thả lựu đạn. Vâng, vẫn bám trên nóc chiếc xe. <laughs> vâng, nên là của UAV của ông Ukraine rồi. Nhìn trông cái hình giống con bọ này là chính xác rồi. À? Mới lại không thì cứ bám trên nóc xe con nhà người ta để làm cái gì, đúng không ạ? Đấy, đây này. À, trên lưng nó mang cái Stalin. Vậy là của ông Nga rồi. Stalin để mà phát sóng. Vâng, ôi rồi thả nào thấy cái lưng của nó màu trắng. đấy như vậy bây giờ đánh nhau nhá quân di chuyển đến đất UAV thì ngay ở trên nóc để mà vừa làm tác chiến điện tử nhưng vừa cung cấp sóng internet từ Starlink rồi UAV trên trời theo dõi nữa đấy nó đơn nó không đơn giản đâu quý vị mỗi một cái xe đi thôi nhưng mà phải rất nhiều bầu đoàn thê tử và một chiếc UAV nữa đang lơ lửng trên nóc một chiếc xe cũng trên lưng nó là một cái màu trắng hai chiếc liền đấy quý vị có thể nhìn thấy này Ô, của ukraine rồi của ukraine vì đây là cái chiếc patakaya một chiếc xe của nga đã bị cháy rụi ở phía dưới và có khả năng là uav của ukraine đã vừa mang theo stalin trên nóc nhưng mà vâng <laughs> bị bị nga tấn công rồi xin lỗi quý vị vâng bị uav của nga tấn công luôn uav trinh sát của nga đã tấn công vào uav của ukraine khi phát hiện ra nó có cái con stalin ở trên lưng và đúng là hy hi hữu đúng không ạ cuộc chiến quá là điên rồ xe bọc thép à, xe tăng abram bây giờ thì đã được uh, trang bị phản ứng nổ con Grad của uh, gọi là liên xô Đấy. coi như là xe tăng lai đúng không ạ? Cũng biến thái phết đấy, chứ không phải tưởng đùa đâu. Vâng, những người lính UAV của Nga đang săn lùng những người lính UAV của Ukraine ở bên kia bờ sâu. Tuy nhiên thì trong quá trình săn lùng họ đã phát hiện ra một cái UAV của Ukraine bay từ bên kia bờ sông sang và sau đó họ đã làm một cái việc khá thú vị đó là sử dụng uh, tên lửa chống tăng Konet để bắn hạ UAV và có lẽ nếu mà như vậy thì UAV của Ukraine chưa kịp cất cánh vâng đúng rồi không kịp cất cánh thì mới có thể bắn được đúng không ạ À, xem pháo phản lực ra bị tấn công ở vùng Kursk nổ thêm như thế nào? Rất to. Tiếp tục các uh, thông tin xe của Ukraine bị bắn phá ở vùng Kursk. Và nhiều như thế này có lẽ là bây giờ hết rồi đúng không, quý vị? Hết hoặc là đỡ, đỡ nhiều đi rồi. Ukraine bây giờ ở khu vực vùng Cớt thì chắc là tổn thất xe nó không biết lên bao nhiêu này. Hồi uh, chưa hết một tháng mà đã lên tới tổng các loại xe lên tới bao nhiêu nghìn đúng không ạ? Thì bây giờ thì khủng khiếp lắm này. Và đây là một hình ảnh giao chiến uh, ở khu vực uh, vùng cốt. Có lẽ là pháo kích của Nga tấn công vào các hệ thống trinh sát của Ukraine trên các tòa nhà. Và một chiếc xe đang chạy rất nhanh. dừng lại rồi rất như có khả năng những chiếc xe ở vùng cớt này thì nó sẽ hết xăng quý vị ạ và lại chạy không biết phải trước đấy không mà đã di chuyển rồi và như vậy là dừng lại và không phải là nó không có người mà có người bên trong đúng không ạ di chuyển rồi bây giờ lại dừng rồi Đã bốc cháy lúc nào không biết rồi. Rất khó hiểu. Đó, cháy to rồi. Thôi xong. Ngày hôm qua phía Nga tiếp tục uh, bơm hàng ra chiến trường. Một lô mới Su-34 đã được bàn giao cho quân đội. Xem uh, nghi lễ bàn giao nó ra làm sao. Đó, máy bơm xăng đây. Kinh quá nhỉ, mới trông kính tiếc cáo cạnh. Su-34, đúng không ạ. Một trong những dòng máy bay thay đổi cuộc chơi. Trông thế thôi mà nó ôm được quả bom FAB-3000 lên đáng kinh ngạc đấy. quan trọng là nó dày quý vị quả bom nó dày ấy nó làm cho cái kích thước nó kích cái phía dưới ấy. chứ còn tất nhiên là lực đẩy nó thừa sức để nâng ba nghìn đúng không ạ nhưng mà nó 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 sẽ rất vướng và uav của nga đã phát hiện ra ukraine chui vào trú ẩn tại một vị trí và bay từ cánh trái đến phát nổ Một trận địa đóng quân ở vùng Khắc Cốp đã bị uh, hỏa thần của Nga bắn phá. Xe tăng Leopard 2 của Ukraine bị UAV tấn công. Và không hiểu xe Leopard mà nó có cái gì ở trên lưng như này. Và chắc là đây là cái kiểu giáp để chống uh, nổ nào đó, đúng không ạ? Hình ảnh binh sĩ Nga vẫy cờ ở khu vực uh, Zotlotea-Nia ở vùng Uleda. Ukraine cũng đã thừa nhận là mất thành quan trọng này rồi. Kinh quá nhỉ. Lan xét tấn công vào các vị trí ở vùng Kurs. Xe bọc thép, hệ thống tác chiến điện tử, rồi uh, trung tâm chỉ huy điều khiển UAV. À bằng cái này chúng ta đã xem rồi quý vị ạ. Rồi, chắc lại là UAV tấn công vào uh, trận địa ở Ukraine ở vùng cớt rồi. Úi rồi Có vẻ là bom quý vị ạ. Ba quả rồi. Ba quả bom m 3 b 500 trở lên rồi. Cả cái ngôi làng bay luôn. Xe bọc thép Bradley ở khu vực Uh, Gorodka, Porok. Vâng, cầu cầu của uh, Ukraine bị phá hủy tên lửa Kh-38 từ Su-34. Cuộc thảm sát xe cộ Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Lan xét đến rồi. Nổ rồi. Lính Nga chụp ảnh tại cạnh một chiếc xe tăng Abram. Đấy, mới kéo về. Vâng, như vậy là thời gian đã dài. Chúng tôi xin kết thúc ở đây với lại video ODAP 3000 ở hướng vô tràn. Một quả bom chân không. 3.000. Trước đây chúng ta chỉ thấy 1.500 thôi. Còn thông tin ban đầu thì đây là một quả 3.000. Như vậy là Nga đã lắp cánh cho cái loại bom 3.000 chân hút chân không, đúng không ạ? Chứ không chỉ là dòng bom sát thương thông thường nữa. Một cái tin rất buồn cho Ukraine. Bởi vì quả này 1.500 thì nó đã sát thương rất khủng khiếp rồi. Nó lên tới 3.000 đấy quý vị nhìn xem ném vào trung tâm của một loạt các tòa nhà cao tầng này thì làm gì còn cái gì tồn tại được nữa đúng không ạ mà thế nhưng mà cái cái, cái 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 trận địa đấy nó vẫn còn thì điều đấy nó có cái gì đó nó bằng à, nó 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 không đúng đúng quý vị? đấy quả bom nó ném vào đây này nó vào đây thế này thì chúng ta thấy rằng toàn bộ khu vực này nó chìm trong khói lửa đúng không ạ thế mà ông nga mãi cũng không đánh trong cái chỗ này như vậy là rất khó hiểu vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị một ngày vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ